Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tính, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Thanh âm cung kính. Hả? Đây là cái gì vậy? Gia phả họ Hổ. Hổ Đệ Đệ, Hổ Hiếu Hiếu, Hổ Tiểu Huệ. Bọn mình được ở cùng một hàng. Ba Hổ Kiến Hoa, mẹ Ngô Lệ, cô Hổ Thục Lan, chú Lý Bằng Phi. Đây là lứa tuổi cùng với ba nè. Đây còn có Hổ Đức Khang, Lý Gia Trân. Quá ra tên của ông nội là Hổ Đức Khang, tên của bà nội là Lý Gia Trân. Lần đầu tiên mình biết tên của ông bà nội đó. Hiếu Hiếu, không được phép đọc nữa. Tại sao vậy ba? Không được phép gọi thẳng tên của trưởng bối. Trong phim ảnh, người phương Tây gọi ba mẹ trưởng bối, đa số không phải đều trực tiếp gọi tên sao? Văn hóa phương Tây khác văn hóa của chúng ta. Ở Trung Quốc, nếu như trực tiếp gọi tên người lớn là bất kính đối với họ, không có phân biệt tôn ti trật tự thì sẽ đánh mất tâm cung kính và tâm khiêm tốn. Con biết rồi thưa ba. Hình như gần đây con thường xuyên ở nhà, công việc có thay đổi hay sao? Là thế này. Ông biên tập cho con ở nhà yên tâm sáng tác một bộ tiểu thuyết có liên quan tới giáo dục trẻ nhỏ. Ý tưởng này được lắm. Bây giờ phim truyền hình nói về luân lý trong gia đình quá nhiều, nhưng mà rất ít nói tới làm sao giáo dục con trẻ. Dạ, vâng ạ. Bây giờ còn thiếu hụt chính là giáo dục trẻ nhỏ. Alo, xin chào. Vui lòng đợi một chút. Ba ơi, ba có điện thoại nè. Điện thoại của ai gọi tới vậy? Nó là tên Ngô Lệ số đó ba. Hả? Xin chào tổng biên tập. Khi nãy nghe điện thoại là con trai của cậu sao? Dạ đúng vậy. Con trai của cậu tên gọi là Ngô Lệ số đó. Xin lỗi, thật xin lỗi. Là do em không biết dạy con. Ngay cả con trai của mình mà còn dạy không xong thì làm sao mà viết ra sách dạy con của người khác được chứ? Sao vậy? Em hỏi con trai của em đi. Hiếu Hiếu sao vậy? Nó trực tiếp gọi tên tổng biên tập của anh. Ông ấy tức giận rồi. Ba ơi, con. Sao tiếng nói của con lại biến thành như thế này? Mau đi bệnh viện. Không cần đâu. Đây đều là do Hiếu Hiếu vô lễ nên bị như vậy. Chỉ có bản thân em ấy mới tự chữa được. Bác Ngô ơi, con là Hiếu Hiếu. Mong bác tha thứ cho sự vô lễ lúc nãy của con. Con muốn xin lỗi chuyện lúc nãy. Hiếu Hiếu à, sao tiếng của con lại thay đổi vậy? Chắc cho con uống nước bị nghẹn. Bác có thể tha thứ cho con không? Biết sai mà sửa, đương nhiên là đứa trẻ ngoan. Bác sớm đã tha thứ cho con rồi. Con cảm ơn bác Ngô. Kiến Hoa, tiểu thuyết của cậu vừa đăng tải đã gây nên tiếng vang rất lớn đó. Thật sao? Có người muốn bỏ tiền mua bản quyền của cậu. Những ngày này cậu vất vả một chút, sửa nó thành truyện nhi đồng đi. Dạ, em cũng đang có ý này. Alo, dạ chú Trương à. Chú tìm ba con sao? Chú đợi một chút, con đi gọi ba. Nhà đầu thật hiểu chuyện. Con chào dì Lý. Ba của con đang sửa kịch bản, dì có chuyện gì không?
Dạ được, con sẽ chuyển lời cho ba. Ây da, thật là con gái ngoan của ba. Con cảm ơn dì Lý. Tiểu Sủng ca, mau dậy đi. Chuyện gì vậy? Em đã biến về lại được giọng nam rồi. Thật tốt quá. Đúng vậy, đã biên tập xong bản thảo rồi. Được, được. Để em nói Hiếu Hiếu đem qua đó. Nếu như không có gì sửa đổi nữa thì chúng ta sẽ ký hợp đồng. Hiếu Hiếu à. Ba ơi, có chuyện gì hả? Hiếu Hiếu, đem cuốn sách này qua cho chú Ngưu đi. Đưa chú Ngưu sao? Chú Ngưu là nhà đầu tư của chúng ta. Quá ra người mua kịch bản của ba là chú Ngưu. Thật là tốt quá đi. Đúng vậy, chú Ngưu cũng nhìn trúng bộ kịch bản này rất có ý nghĩa giáo dục. Con cầm cẩn thận đó, đừng làm mất nghe chưa. Con biết rồi. Đây là gì vậy? Kịch bản của ba mình. Ủa? Ngu Đại Giang là ai vậy? Ba của mình. Không ngờ được tên của ba bạn lại như vậy. Nghe có vẻ hơi quê ha. Hiếu Hiếu, sao bạn có thể gọi thẳng tên của chú Ngưu như vậy? Làm vậy không đúng đâu. Mình chỉ nói một chút thôi mà. Ai gọi tên của chú vậy? Chú Ngưu ơi, ba con nói giao kịch bản qua cho chú. Chú biết rồi. Vậy thôi chú Ngưu, con xin phép về trước. Ba ơi, ba đang tức giận sao? Con ở nhà chú Ngưu đã nói gì vậy? Chú ấy muốn hủy hợp đồng với chúng ta. Con chỉ nói tên của chú Ngưu có vẻ quê, không ngờ bị chú ấy nghe được. Bây giờ thì tốt rồi. Tổng biên tập tức giận gọi đến, nói ba để dùng bất cơ hội tốt như vậy đó. Ba ơi, xin lỗi. Con... Giảng bối trực tiếp gọi tên trưởng bối là vô cùng không lễ phép. Lấy tên của trưởng bối ra nói giỡn càng là mạo phạm. Xưng hô thân phận thực sự của trưởng bối là thể hiện sự tôn trọng, chứ không được gọi thẳng tên. Nếu như không có tâm cung kính thì sẽ không chịu nghe lời cha mẹ trưởng bối. Một phần cung kính được một phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Dẫu không phải là trưởng bối mong cầu sự tôn kính của giảng bối, mà là thành tựu nhân cách của giảng bối, thành tựu học vấn của họ. Chú Ngưu, Hiếu Hiếu vẫn đang ở ngoài cửa đợi chú đó. Không cho phép mở cửa. Hả? Hiếu Hiếu, đừng đi. Chỉ cần nội tâm bạn cung kính và chân thành, nhất định sẽ cảm động chú Ngưu. Ai vậy? Em là Tiểu Hòa. Cho Tiểu Hòa vào, Hiếu Hiếu cũng được vào. Ba ơi, ba cho Hiếu Hiếu vào đi. Bạn ấy biết sai rồi. Đúng đó chú Ngưu, Hiếu Hiếu biết sai rồi. Bạn ấy đang bị nhiệt, cổ họng đau không nói được nữa. Isabel, con ra mở cửa cho Hiếu Hiếu đi. Chú Ngưu ơi, con xin lỗi. Đứa trẻ ngoan, chú sớm đã tha thứ cho con rồi. Chẳng qua muốn khảo nghiệm sự thành tâm của con thôi. Con cũng được lắm đó. Chú đại khái đã xem xong kịch bản của ba con rồi, cảm thấy rất hay. Mấy đứa con cũng dành thời gian ra đọc thử đi. Dạ. Ba ơi, ý của ba là tụi con cũng tham dự vào thiết kế tình tiết trong kịch bản sao? Đương nhiên rồi, kịch bản này là viết cho các con, không làm các con cảm động trước thì kịch bản này liệu còn có người xem không? Chứ Ngưu, nhân vật ở trong kịch bản này có thể dùng tụi con làm nguyên mẫu không?
để chú và ba Hiếu Hiếu thương lượng cái đã. Như vậy thì bộ phim làm ra mới càng chân thực và có ý nghĩa được. Con cảm ơn chú Ngô. Hiếu Hiếu, cổ họng bạn khỏi rồi. Xin chào, bác Ngô ạ. Bác đợi một chút để con gọi cho ba. Ba ơi, là điện thoại của bác Ngô nè. Các bạn nhỏ thân mến, thằng này nói cho chúng ta biết không thể trực tiếp gọi thẳng tên trưởng bối. Như vậy là không tôn trọng trưởng bối. Giảng bối trực tiếp gọi tên của trưởng bối là biểu hiện của sự không lễ phép, không có giáo dưỡng. Do đó mà về phương diện xưng hô, từ nhỏ phải dạy cho con trẻ thái độ lớn nhỏ có tôn ti trật tự, như vậy mới có thể bồi dưỡng tâm thái khiêm tốn cho con trẻ. Các bạn đã nhớ chưa nào? Hẹn gặp lần sau.